Một cái nơi bán omakase chỉ gần 60.000 thôi mà đồ ăn vô cùng chất lượng khi mà có rất nhiều món nhập khẩu từ Nhật Bản về trong ngày. Hãy cùng mình khám phá nha. Về giá thì ở đây có những cái món lẻ hay là từng cái combo khác nhau đa dạng để cho bạn chọn lựa. Mình thì chọn combo omakase với mức giá 899.000, có mắc hơn và rẻ hơn nữa. Bạn sẽ tin tưởng và giao phó cho đầu bếp, bởi lẽ sẽ không biết mình sẽ thưởng thức những món gì và bạn sẽ không tìm thấy được những món này trong menu gọi bình thường. Giá vé của mình chọn thì bao gồm 16 món lận, tính ra thì chỉ tầm vài chục ngàn một món, rất là rẻ luôn. Đầu tiên khai vị bằng món sứa ngâm với sốt tôm yum kết hợp với ớt sợi. Phần này sẽ tạo cảm giác kích thích vị giác. Tiếp theo là cá mú được nuôi bằng hữu cơ, mỗi con được 5 kg thì mới xuất bán. Đây là phần mà mình mê nhất, là cá kinh ki, tiếng Việt là cá sơn đầu gai. Thức ăn chủ yếu của con này là tôm, thịt của nó mềm mại siêu ngon luôn. Còn con này là cá himashira, cao cấp hơn cả cá cam luôn. Cái gì mà ăn hào mà như ăn kem vậy á. Về món nóng thì có cá phèn tròn kho hay là món sandwich thịt heo chiên xù, trứng hấp lườn cá bơn và cá hồi. Rồi những cái món sashimi kết hợp với cơm như là sò đẹp từ vùng Miyagi, cá isaki của Nhật, rồi tôm với thịt bò các kiểu. Cuối cùng tổng kết lại bằng shop miso truyền thống và không thể nào thiếu món tráng miệng là kem. Thật sự là với những gì ở đây mang lại, mình thấy rất rất đáng cho bạn ghé để thưởng thức nha.